Hãy xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tùng MG. Chúng ta đến với phần chơi Ark Survival Evolved Rise to Isle. Tập thứ hình như thứ 8 thứ 9 gì đó anh em. Thì mấy bữa nay mình không có ra video đều được cho anh em tại vì đơn giản là mình bận thôi. Hôm nay mình ráng nhín một tí thời gian để quay video cho anh em xem. Tại vài bữa tới nữa mình còn rất là nhiều công việc để làm. Cho nên là không có ra video đều. Thì khi mà vào game mình cũng chả biết là hôm nay mình sẽ làm cái gì. Tại vì ở tập trước mình tính là tập này sẽ là xây một cái kiểu như một cái nhà kính ring house anh em. Để trồng đồ, trồng ba cái hạt giống, kiểu như anh nông dân may mắn vậy đấy. Nhưng mà vì lý do là kiểu như là mình chưa có farm đủ rital để làm nhà kính. Cùng với đó là chưa có đủ nguyên liệu vật liệu để có thể làm nhanh gọn lẹ. Anh em nghĩ sao về cái việc mà mình xây một cái cầu từ bên đây bắc qua bên kia? Một ý tưởng cũng khá là điên rồ ấy, nhưng mà nếu mà mình làm riêng về một cái clip đó thì mình ráng farm hết rồi mình tua nhanh đó, thì mình nghĩ là sẽ ok thôi. Mình chuẩn bị tất cả đầy đủ thứ đó, rồi mình xây cái là xong thôi. Mà cái cầu đó thì mình nếu mà mình xây thì công dụng nó làm cái gì? Thứ nhất là để đẹp, thứ hai là để vận chuyển khủng long qua. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ bây giờ mình có con Warren rồi, cho nên cái việc mà vận chuyển khủng long qua nó rất là đơn giản. Chỉ cần gấp qua gấp lại thôi, tốn một tí thời gian là chúng ta có thể có thú rồi. Nhưng mà đối với những cái con mà lớn hơn thì chúng ta sẽ vận chuyển bằng đường bộ. Ở đây chúng ta không có xài mod teleport nha, cho nên là tất cả đều làm bằng vận chuyển bằng đường bộ hết. Ok, riêng về hôm nay thì mình sẽ đi bắt một cái em mà đáng lẽ là mình bắt lâu rồi, tại vì cái vùng của mình ở nó không có em đó, cho nên mình phải nghiên cứu mình đi qua cái vùng khoảng chừng 65 60 60 60 á. Đây, cái vùng này đây là có Arentavit, thì chúng ta sẽ đi qua đó và bắt nó. Đại khái vậy thôi. Hôm nay mình tính tay con Ronto, mà tạm thời con Ronto thì đem về nhà nó chật lắm. Sau này mình sẽ để mình xây một cái công viên khủng long. Nếu mà sau này mình xây một cái công viên khủng long á, mình sẽ không để nó xung quanh cái đảo này đâu. Mình sẽ không có bao phủ cái đảo của mình lại, tại vì nếu mà để chung tất cả mọi thứ vô nó dồn lại data nó rất là lắc. Thấy không? Mỗi khi về nhà là lắc kinh khủng. Mình sẽ cho nó qua một cái đảo khác. Đảo có thể là đảo này hoặc là đảo ngoài rìa này, để ví dụ mà mỗi khi mình đi thăm á, mình sẽ làm cái cầu luôn anh em. Mình chơi lớn luôn, mình làm cái cầu, sau đó mình bắt cái cầu từ nhà mình mà qua bên phía công viên khủng long luôn. Điệt mọa, tao nói nó đẹp ha, vãi đái luôn. Ok, và trước tiên mà bắt ra Arentavis thì chúng ta chuẩn bị vài thứ. Đầu tiên chúng ta sẽ cần cánh cổng. Chúng ta cần khoảng chừng cổng stone thì chúng ta cần khoảng bao nhiêu ta? 4 cánh cổng. 4 cánh cổng stone. Có một bạn comment vào chỉ mình cái cách mà full đồ nhanh hơn á. Chỉ cần chúng ta bấm vào cái cần đồ cần ráp và bấm vào cái nút này cái thôi là tự nhiên có đồ đạt vào sẵn luôn. Rất là tiện. Cảm ơn bạn đó nha. Lâu quá mình không có chơi cái này, cái mình quên những cái chức năng phím. Có nhiều anh em kêu tôi lên quay và food, có water và food. Bây giờ tôi còn có 1 điểm mà tôi hết lên level được rồi. Và bây giờ tôi lên đại đi một cái máu đi. Ok. Đây. Một cái. Và đạn thì mình có 29 viên đạn hả? Mình nhớ tập rồi là tới 30 mấy viên mà ta. Tập rồi mình có bắn cái con Megalodon nào không ta? Mình có bắn con Megalodon viên nào không nhờ? Sao tập này còn có 20 mấy viên thôi. Bỏ vào đây. Hình như là đã. Đúng không? Meta. Ôi, chúng ta còn 50 mấy viên nữa, ngon, được, im xịt. Còn cái cung của mình thì rất là nhiều, quá nhiều rồi, lấy cây này đỡ đi. Đó, xài có cung, có đạn luôn mới được.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi cho nó ráp xong. Và chuyến đi lần này mình sẽ lựa bờ te để đi chung với mình chứ không phải là con quay rừng. Tại vì quay rừng nó thì nó to quá, mình không thể nào mà dụ nó, con Arentavis nó vào cái trap được, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chờ cho và cái viên đạn mà anh em nhớ viên đạn làm bằng biotoxin từ những con sứa nơi dưới biển không, thì nó mình hồi nãy trước khi vào game á, trước khi bắt đầu quay video á, mình có lượn một vòng ở dưới biển thì có rất là nhiều con sứa ở dưới. Mà vào tập sau thì mình nghĩ là mình sẽ farm biotoxin để có thể để có thể làm cái đạn biotoxin nó mạnh hơn so với đạn đất này. Đạn này cô tích thì nó yếu hơn tí. Ok, let's go. Và bây giờ chúng ta sẽ bay qua. What the fuck? Quên. Mình còn làm một cái thứ quan trọng nữa. Đó là hai cánh cửa. Get cửa đây. Cái nào ta? Cửa này hay cửa này? Cái này ring fork hả? Cái này đúng rồi. Ok, xong. Giọt. À, cái nút nó rất là tiện lợi ha, khỏi cần phải đi lấy đồ nhiều. Có nhiều là đồ nó gom hết rồi. Ok, let's go. Và bây giờ mình sẽ bay tới cái vùng mà có Arentavis nha. Nó xa lắm đấy, nó hơi bị xa đó. Đi cũng mấy quận à. Ok, hiện tại mình chưa có tìm được con Arentavis, nhưng mà mình tìm một con còn quý hơn Arentavis, đó là con Unicorn. Wow, con này hơi bị đỉnh nha anh em. Con này hơi bị đỉnh luôn á, hai con luôn. Thì mấy con này hiếm cực kỳ nha anh em. Ôi, con này Ewood chứ không phải là Unicorn. Unicorn là nó có một cái sừng ở trên đầu, giống như con kỳ lân vậy. Ui, con này được. Nếu mà mình chịu khó mình tem, mình có cà rốt đó thì ok. Phải ta không ta? Con mấy con ngựa này tem bằng cà rốt, đúng rồi. Chính xác là tem bằng cà rốt. Mình sẽ nhớ cái vị trí này. Khi để khi mình bay xuống mình mới luôn được vị trí này thì phải. Đây. Vị trí này là 70 53 52 đi, 70 52. Ewood. Ok. Hình như nó hơi lệch ha. Thôi kệ không sao. Mình qua đây là mình thấy nó rồi, tại nó nổi quá mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp để kiếm Azen. Azen mình nhớ là vòng vòng đâu đây nè. Hôm bữa mình bay qua đây mình kiếm cái gì đó mình mới thấy, mình đi dạo hay sao đấy. Rồi, ok, trước mắt mình là hai con đại bàng cực kỳ đẹp, một con màu trắng xanh và một con màu đỏ đen. Và bây giờ thì trước mắt thì chúng ta sẽ coi level của chúng. 60 và 25 được. Tại vì cái con này mình cũng không có sử dụng nhiều cho anh em, cho nên là mình cứ bắt bắt kiểu như làm kiển á anh em, bắt làm kiển chơi. Chỗ này thì có vẻ như là không có lý tưởng lắm, nhưng mà cứ dựng đi, cứ dựng trước đi. Ok, vô bắt xẹp Gamma 2 thôi. Và bây giờ thì ok. Rồi. Đây là cái bắt, tại vì mình làm hơi khích một tí cho dễ bắt đó anh em. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ gắn cái cửa ở hai đầu. Cách bắt này quá là quen thuộc với mình rồi. Rồi ok. Ai cha, có vẻ như là mình hơi sai, có vẻ nhưng mà sai. Pick up. Chờ tôi một tí. Ok. Cái này phải làm rộng ra nha, để có con bờ te mình có thể bay lên được. Đây. Cái này thì hơi rộng không ta? Để xích vô một tí nữa đi. Con bờ te mình chui vô được không ta?
chui vô được mà con Aren chui vô không được là hư. Không chui, con Aren mà chưa chui, chui ra được thì cũng hư luôn. Ok. Nhiệm vụ tiếp theo đó là dụ con bà te thôi, ở dụ con Aren thôi. Trước tiên thì tôi dụ con màu đỏ đi, tôi thích con màu đỏ trước. Hello, let's go. Ok, anh em cứ bay từ từ để nó theo kịp. Ơi, vô khuôn, vô khuôn, vô guồng rồi, vô guồng rồi. Ui, mẹ nó qua được kìa. Nó lọt rồi. Tôi để hơi bị hư. Tôi để hơi bị fail. Tôi để hơi bị fail. Để tôi đi á, tôi đi xa ra, tôi đi xa ra. Ủa, nó bay xa thế nhờ. Ok, nó xuống rồi, nó xuống rồi. Tôi để hơi bị fail. Nó lọt tót luôn. Mong là cái này có thể bắt cúp được, nếu không là mình rất là tốn. Tốn tốn thời gian để farm lại. Thì ở đây cũng có đầy đủ. Ui, đằng kia có con refill kìa. Holy shit. Ui, đằng kia có con refill kìa. Một con Tommy Dragon nữa nữa kìa. Ôi, da phải demolish nó rồi. Demolish nó luôn. Chúng ta cần gì đây? À, lại tốn thời gian với cái việc nhiễm lông này rồi. Stone thác và wood. Stone đây, thác wood có luôn. À, hình như mình lấy lầm. Đây. Đây đây. Ok, đủ rồi. Tôi từ từ làm lại thôi, có gì đâu. Đặt đặt xích xích lại gần tí. Như vậy được nè. Nhưng mà như vậy thì cái con quỷ bờ te của mình chui chui ra không được. Chui ra được, được được được, tại vì con Aren nó to hơn con bờ te về cái diện tích. Hello, what's up? Mày nhớ mày quýnh tao nghe. Hồi nãy mình dở ta, hồi nãy mình không có làm được cửa cho Aren luôn. Hơi bị dở. Ok, theo theo, mồi mồi mồi. Rồi nhậu em ơi, nhậu nhậu nhậu. Nhậu, nhậu đi, nhậu đi. Nhậu liền. Ok, có mồi rồi, nhậu nào. Khó lắm, chúng ta mới kia kiếm được một cái địa hình yên tĩnh vậy đó anh em. Nó có triệu chứng bay rồi, thấy không? Rồi, xỉu. Cái tô bồ nó đang lên rất là cao nha anh em, một viên nữa chắc là được. Khỏi bắn cũng được mà chúng ta sẽ chờ. Hoặc là chúng ta muốn nhanh thì chúng ta phạt thêm phát nữa thì nó sẽ xỉu. Mình không có đem round free mix rồi. Ui, không có luôn à. Và cá đái cho đang thịt cá thì biết chừng nào. Để tôi xuống tôi kiếm con đồ đồ nào coi. Như này không biết có đồ đồ không nữa. Bên sa mạc làm đéo gì có đồ đồ nha. Vứt cái này ra. Có đây. Đây. Ủa, con này con chim đánh nó ra thịt thối. Thôi không có giết nó được.
Ồ, đúng đúng nghĩa là không có gì cho mình giết luôn á. À đây đây, mình xin giới thiệu, đây là cái khu vực cái hang rảnh mà mình tính nói hang rảnh Baron, lộn, đây là hang rảnh Riffin. Đây đây đây, dưới đây có rất là nhiều Riffin, ở trên đây có một con nữa, nó hơi bị lạc loài. Nó chết cha, mình quên đường về rồi. Có đường, mình lạc đường rồi. What the fuck? Ở chỗ này không ta? Không 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 không, chỗ nào ta, mình quên tiêu rồi. Để mình giết một con rồi mình quay về. Ở đâu mình bị lạc đường rồi, mình không nhớ. Ok, và bây giờ quay về thôi. À, nãy mình nhớ là mình đứng ở trong hang rảnh Riffin nè. Ở bên đây, hình như bên đây nè. Ôi, có một con Wyvern kìa. Con này Wyvern hiền ha, Wyvern dữ này. Thường thường ở đây là sẽ là Wyvern dữ ha nào. Tôi cũng chả biết là anh em nó Wyvern hiền, Wyvern dữ. Để bữa nào tôi đem con Wyvern của tôi qua đại chiến tụi nó coi như thế nào. Sợ nhất là con Warren Boyson, nó con mấy con quỷ đó, nó phun một cái là tôi té tôi xỉu à. Ok, tôi mò được đường về rồi. Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần việc có vẻ như con Thermi Dragon này nó nguy hiểm nè nè, đến tôi lia nó một cái, không có rảnh đâu mà hơi đâu hơi đâu mà đánh nó làm gì đó, thấy không, phải tận dụng địa thế liền. Cái bẫy này tôi có thể bắt được refill luôn á, để tôi thử tôi bắt được không ta. Cho nó ăn thịt này. Để tôi coi con Riffin kia nó bao nhiêu level. Tại vì Riffin thì có rất là nhiều, nhưng mà ủa, tôi mới thấy con Riffin nó mất tiêu rồi. À, mới này nó biến đâu mất tiêu rồi. Tôi tính coi nó bao nhiêu level để tôi bắt nó. Chúng ta sẽ lựa cái con Riffin level cao. Cái thứ nhất là con Riffin nó cơ động, cho nên là khi mà chúng ta không không xài arena, không xài mt thì chúng ta sẽ xài refin để đi đi tới đi lui, bay nó cũng nhanh hơn, vận chuyển đồ đạc này nọ. Con cóc ở dưới à, ôi 62%. Ok, việc tiếp theo chúng ta sẽ chờ thôi. Còn con Thermi Dragon này hả, để tôi xem coi là nếu nếu mà bây giờ con Aren này, ủa mà tôi đâu có đủ cưỡi đâu, tôi tính là bắt một con nào đó Aren có thể câu được thì sẵn tôi sẽ câu nó về, nhưng mà rất tiếc là không có đủ cưỡi. Tôi xem tình hình ở dưới đây coi Riffin này bao nhiêu level nhỉ. 140 cao đấy, 25. Xem đúng ngay con 140 luôn. Ôi. Ôi, cái này là cái tổ refill này, không biết chừng nào. Không biết là nó có trứng không nhờ. Ôi, hình như có trứng anh em.
Ui được 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 được, cái này được nha, cái này được nha, tôi về tôi ấp. Tôi về tôi ấp. Được được, ăn cắp trứng, ăn cắp trứng, ăn cắp trứng mới được. Nếu mà các bạn nào mà không biết cái server, mấy cái server ARK mà official á, nó rất là khắc nghiệt. Những cái con mà level cao á, người ta không thể nào mà người ta tem được á, thì người ta chỉ có một cách là ăn cắp trứng nữa thôi. Ăn cắp trứng của Riphim và dễ ấp thì nó sẽ ra được một con kiểu như cái bố mẹ, cái gen của bố mẹ level cao á, thì nó sẽ tùy theo nhân phẩm nữa, nó sẽ ra cái đứa con có thể là thấp hơn level bố mẹ hoặc là có thể là cao hơn, gọi là excellent ấy. Và thế là chúng ta và thế sau khi ấp xong nó lớn lên á, cái thời gian ấp thì nó rất là lâu, các bạn phải cắm dùi lên cho nó ăn đầy đủ, nếu không ăn đầy đủ thì nó sẽ chết. Và thời gian ấp khoảng chừng mấy ngày là gần cả tuần đấy. Ok, nice sir, bắt xịp đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lựa con bắt con màu đỏ còn lại. Ủa? À đây 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 đây. Hello. Ui. Ui nó ăn cá sát cá sấu luôn kìa. Để tôi. Ui được mà mấy con piranha nó ăn tiêu rồi. Tiếc ghê vậy. Sát cá sấu có cá sấu hình như có thịt rimip cho nên dễ nhanh tem hơn. Hình như tôi chưa có đóng cửa lại đúng không? What the fuck, tôi chưa có đóng cửa lại. Ok, nó bỏ. Rồi tính ra tôi đóng cửa ở đây rồi nè, chỉ cần dụ nó qua đây là được rồi. Ok, mà tôi muốn đóng đúng quy trình nữa, đúng quy trình. Ok, let's go. Ok, nó thấy tôi rồi. What the fuck? Hey. Sau khi tem con này xong thì chúng ta sẽ đi về, chỉ đơn giản vậy thôi. Ôi quýnh rồi, vòng qua đúng rồi. Ui. À, game giải. Rồi, bay. Bay. Con này hình như level thấp hơn đúng không nhỉ? Con này level nhiêu? 6 chưa 10 hả? Cao hơn, như vậy chắc 4 4 5 viên gì đó. Ủa sao cái cánh này nó rách rồi? Con chim này, à, anh em thấy để không? Con chim này cánh nó rách rồi. Cánh nó như cánh bướm à. Mẹ mày. Vãi cả luôn à. Bắn có mấy viên xỉu rồi. Ờ bắn có mấy viên chết rồi. Ôi đồ, đau lòng vãi luôn. À, tính là con này nó trâu bò hả nhờ. Tôi lượm cái rớt và nếu mà may mắn thì tôi sẽ dụ được một con refill vô, bắn nó xỉu luôn rồi tính tiếp. Ui, ui có cái roi nè, đẹp nè anh em. Ui, đồ ngon ấy. Ui, đồ hơi bị đỉnh luôn á, đỉnh của đảng luôn. Tôi sẽ dụ một con refill lên. Con này 140 hồi nãy mình coi đúng không? Con này 25. Có con 140 với 25. Có con nào màu màu đẹp hơn không? 140 nè, con này. Ui, màu đẹp mà có 25 level à. Ồ con này 150. Có con 160, con 160 là con cao nhất. Má nếu mà bây giờ mình dụ một con nó sẽ bốn con nó bay theo luôn á. Không được. Có con nào đi lẻ không? Con nào đi lẻ không? Mình đi riêng với nó.
khoan khoan, để tôi ra tôi coi cái chuồng của tôi là nó ok chưa. Hai cửa đóng như thế này thì làm sao mà được, không được, bắt buộc là phải bên đây anh em ơi, tại vì cái bên đây mình làm dư dư ra để cho con bờ teo mình nó chui ra dễ. Nếu bây giờ mình đi hướng ngược lại thì bờ teo nó chui ra không được, như vậy là cổng nó cũng vô đúng không. Ok, bây giờ tôi sẽ kiếm một con nào đánh lẻ đi. À, bây giờ khó chứ. Khó đó chứ. À, có con mà có con refill đẹp quá mà nó có 25 à. 90 hả? Thôi không được. Thà không bắt mắt là phải bét. Ba mươi lăm, 25. Có con nào bên đây không? Ok, và bây giờ tôi mới dụ được một con refill màu đỏ hết sức là ưng ý luôn, với level 145. Như vậy là vừa rồi anh em, như vậy là vừa rồi. Đây, sắp có màn hay, sắp có màn hay, chỉ cần nó dí theo như cái quỹ đạo thôi là được. Vô khuôn, vô, gạch bùng binh liền. Quá bình luôn, ui, giọt, ui, chết mẹ, nó quýnh con ấy của mình. Ê, khoan, từ, hình như nó đang bo, nó quýnh, tìm cách nó quýnh con Aren, nhưng mà tại vì lỗi game nó quýnh không được, cái phạm vi bo của nó quá cao. Nếu mà bây giờ tôi bắn nó thử nè. Ui da, không, từ, á, phèo ta, con này nó nhanh quá anh em, con này nó nhanh thiệt, đúng nhanh luôn á. Con này nhanh, để anh em thấy không, bình thường là mấy con Aren nó phản ứng chậm á, là nó lo nó đánh con bờ tê của mình không à, cái này nó target mình, bởi vì mình đi đâu mình lại mình đóng cái cửa là nó ào ra liền. What the fuck? Kệ, hy sinh con Aren đi, không sao, hy sinh con Aren luôn. Cái quỷ này nó bắn ghê quá. Ui, con Aren. Ôi, con refill nó đang đánh con ấy kìa. Ui, được mẹ con này, 14.000. 14.000 tô bồ hả, what the fuck. 14.000 tô bồ bắn tới 5 heo luôn á. Ok, dí tôi đi. Ai đó dí tôi đi. No. Khát nước dữ người ta, nóng trời nóng dữ người ta. Má, đợi hai con quỷ này quýnh mấy chừng nào. Khó chịu người ta. Từ, tôi binh được. Bây giờ chúng ta ngồi nhìn chúng nó quýnh lộn thôi. Con Tommy nó sắp chết rồi, con Tommy nó sắp chết rồi, một hai hit nữa. Vấn đề là biết chừng nào mới đánh được một hai hit đó chứ. Thôi được rồi, tạm ngưng đi, để tôi vô tôi phụ nó không ta. Tôi vô tôi phụ nó đi. phụ nó, đúng rồi, đừng có dí. Dí cũng được đó. Dí đi, tôi set up lại. Đúng rồi, đây nè. Ui. Hello, surprise. Đúng rồi, dí. Quấn, đúng rồi, quấn.
Đây nè, đây nè. Fail một lần thôi chứ đâu có lần hai. Fail một lần thôi, một lần thôi, một lần thôi. Đúng rồi, đây nè, đây nè, đây nè. Rồi rồi rồi, ngang rồi nha. Mày thấy mợ mày rồi, mày thấy mợ mày rồi. Được 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 được. Tôi đi uống nước cái, tôi đi uống nước cái, tính tiếp. Thấy chưa? Anh em nghĩ 60 mấy viên đạn này đủ bắn nó không? Nghĩ là dư sức đấy. Tôi sợ là nó đánh bức cánh cửa trước khi mà nó trước khi mà tôi tem được nó chứ. Gamma 3 để cho sáng. Được được, hai viên tầm khoảng chừng 1.600 turbo, 20 viên thì tầm 16.000 dư sức, 3 viên rồi nào. Được được được, cánh cửa này hơi trâu nha, cánh cửa này hơi trâu nha, cánh cửa này rạch bùng binh lắm á. Ừ đúng rồi, đánh tao nè, đúng rồi. À, con này nó bay gì đâu mà bụi túi bụi thôi. Con này mạnh lắm nha anh em. Xem con này được mà hơi bị bá luôn. Được, cứ thế mà bắn thôi, cứ thế mà bắn thôi. À, anh em thấy không, cuộc đời có nhiều cái ngã rẽ không? Bắt đầu mình bắt Aren thôi. À, bắt bắt hai con, bắt được một con. Sao cái lấy con kia làm mồi cho review. Mà tính ra con kia chết một cách phải đó là vô dụng vãi cái lái luôn. Đeo giúp ích được gì cả. Không mà không sao, con đó level thấp quá, bữa sau mình bắt. À, ban đầu bắt Aren sao mà giờ ngã rẽ bắt Riven luôn, quá mình chơi lớn luôn. Được 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 được. Mưa luôn rồi không? Ủa tính ra bắn nãy giờ cũng hơi bị nhiều, sao mà tô bồ nó lên thấp giết rồi ta. Thôi được rồi. Ok, nó gần bức rồi anh em ơi. Nó một bây giờ nó là 10 12 12 rưỡi rồi. Á, tôi còn đúng 10 viên luôn, không được là chịu luôn á. Mà tôi bỏ nó ở đây, tôi về tôi lấy đạn chơi tiếp cho nó. Nhưng mà các bạn còn nhớ là mình còn trang bị thêm arrow không? Mấy cái cung độc á, được được. Tôi nghĩ là được, dư sức. À, trời tối mà còn mưa nữa, thêm bụi nữa. Ủa bên kia làm gì cháy rừng nữa. Khói quá được khói. Ôi còn hai viên hả? Ui mẹ mày, mai vãi cái luôn. Còn đúng một viên luôn. Được 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 được. Thằng này coi chứ được. Ủa mình nhớ là mình có lấy mấy cái remix của con bà te ở con Aren mà. Ơ bị spoiler hết trơn rồi. Ok. Nice, nice. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ cho nó tỉnh dậy và đem nó về thôi. Con này cũng khá là mạnh, sau khi mà tem lên thì nó được cộng bao nhiêu level nhỉ? Trong đây nó không có ghi. Nhưng mà chúng ta đợi tem xong thì sẽ tính tiếp. Không bây giờ thì mình sẽ đi ăn thôi. Đi kiếm vài cái remix cho nó. Đi kiếm vài cái remix cho nó.
Ok, và xong rồi. Cuối cùng mình cũng chả tìm ra được remit và đợi nó hơi lâu. Rồi cho nó ăn đi chứ quên. Con này thì 145 sau khi lên thì cũng khá là cao. 214. Giọt. Ok, bỏ cái tám này đây đi. Đi ra được không? Hey man. Come on. Ui, được, được của nó, được của nó. Giọt. Bỏ cái tráp này đi, sau này mình sẽ xài mắc công mà mình lấy nữa. Sau này chúng ta tem nhiều con refill nữa. Ok. Thì bây giờ mình chỉ cần việc mình đưa nó về thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì các bạn nào mà thích video này thì các bạn cứ like và subscribe cho kênh của mình. Bạn nào mà chưa xem những tập trước các bạn có thể vào channel của mình xem ha. Và nhớ chia sẻ với mọi người. Đại khái là vậy. Các bạn mà có ý kiến gì thì các bạn cứ comment bên dưới về vấn đề xây nhà, bắt thú hay bla bla về về vấn đề chơi game. Mình cũng rất là cần sự nhiều sự giúp đỡ và nhiều cái hiểu biết về game mình chưa có lâu quá mình cũng chơi mình không rõ. Thì anh em có thể comment bên dưới để giúp mình. Ok, bye bye anh em, hẹn anh em gặp lại ở tập sau nha.